Hey anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Và như anh em nhìn thấy, đây mình đang có trên bàn đây là một con case ITX có tên là Jonesbo T8. Và đây sẽ là một cái định nghĩa đúng đắn hơn về cái việc là máy tính xách tay, đương nhiên là phải xách tay được như thế này. Và với cái kích thước và cái thể tích của nó chỉ vào khoảng 8,5 lít. Và đương nhiên là nó sẽ hướng đến những anh em mà cần cho mình một cái con case nhỏ gọn cho cái hệ thống gaming hay là kiểu cho cái văn phòng, cho các văn phòng của anh em ấy, nó được nhỏ gọn hơn và sạch tay, đi lại được anh em ạ. Đấy, và tất cả các cái bề mặt kích thước của nó thì chỉ có tầm một găng tay thôi anh em nhìn này. Đấy, chỉ khoảng một găng tay, rất là nhỏ gọn. Và ở video này thì hãy cùng mình làm sáng tỏ là với cái bộ case nhỏ gọn và rất xinh xẻo như thế này thì chúng ta có thể kết hợp cái linh kiện nó như thế nào, và cái khả năng tản nhiệt vẫn luôn là cái vấn đề muôn thuở của ITX, nó sẽ được giải quyết ra làm sao trên cái case này. Bây giờ thì intro. Bình thường thì khi làm những cái video review về case, mình đặt ở trên bàn ấy và ngồi như này, anh em có thể thấy là cái case nó kiểu sóc nốt luôn cái người mình ấy. Nhưng mà với cái thể tích 8,5 lít như thế này thì anh em có thể thấy rõ được cái sự nhỏ gọn của nó khi đặt trên bàn, và mình không hề bị nốt với con case. Và có thể là trên clip như thế này thì anh em không thể nào mà nhìn rõ được cái sự nhỏ gọn của nó. Nhưng mà nếu mà đặt cạnh những cái vỏ mid tower khác, ví dụ như là NZXT H510 hay là Color Master H500M, thì cái sự nhỏ gọn của con case này nó sẽ được hiện lên một cách rõ ràng. Và khác với những con case ITX khác thì cái vẻ không có cái vẻ ngoài hầm hố, thì con T8 này nó sẽ hướng đến một cái sự kiểu nó đơn giản và tinh tế nhiều hơn, với cái bề mặt bằng nhôm toàn bộ và độ dày của nhôm là 3mm. Kèm theo đó là các cái chi tiết cũng được làm tối giản, gần như là tối giản hoàn toàn. Và anh em sẽ có một cái tay xách ở đây để có thể xách qua xách lại, và đúng nghĩa là một cái máy tính xách tay. Cái điểm nhấn mà anh em nhìn vào là có thể để ý thấy ngay, đó chính là chúng ta sẽ có một cái tay cầm ở đây, mình đã nhắc rồi. Và khác với con Lionly TU150 thì cái tay cầm này nó không thể gấp gọn vào được. Và cái điều này thì sẽ giúp cho là cái con Jonesbo này khi mà sản xuất ra sẽ có kinh phí rẻ hơn, và khi bán ra với anh em thì nó cũng rẻ hơn. Và có một điều nữa là với cái tay cầm như thế này thì cái khả năng chịu lực khi anh em cầm đi lại và di chuyển nó cũng sẽ tốt hơn. Và kể cả khi anh em nhét full đồ ở trong này thì khả năng chịu lực để anh em cầm di chuyển nó vẫn hoàn toàn tốt. Và có một cái vấn đề là do là có cái tay cầm ở bên trên này, thế cho nên là khi mà anh em đặt case ở văn phòng hay là ở trên bàn mà muốn đặt thêm một cái chậu cây hay là một cái figure lên thì anh em đặt trên này nó sẽ không hợp lý cho lắm. Đấy, như thế. Hoặc là anh em sẽ phải để nó như thế này. Mà nếu mà để như thế này thì cái bộ máy của anh em ấy, cái quạt ở trên này này, thì cái tổng thể bộ máy nó sẽ như cái lò bát quái vậy, nùng hết tất cả những cái linh kiện ở bên trong, nó không được hợp lý cho lắm. Cái này thì bỏ qua đi. Và tiếp theo ấy thì cái bề mặt của nó là một cái bề mặt nhôm rất chi là đẹp, được phay cắt rất chi là cẩn thận. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có một vài điểm trừ, và thật sự là mình chưa được ưng ý cho lắm, là các cái góc cạnh của nó và đặc biệt là những cái góc nhọn ở phía mặt sau của case thì nó sẽ khá là sắc và nhọn. Nếu mà anh em không cẩn thận trong quá trình lắp đặt hay di chuyển thì có thể dễ xảy ra tình trạng bị xước hay là bị đứt tay. Và nếu mà lắp đặt mà bị đứt tay ấy, thì có thể nói đây là một con case nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ thấm đẫm mồ hôi và máu của anh em ở trong đấy. Tuy nhiên thì với cái giá chỉ có 2 triệu đồng và đây là một cái sản phẩm case ITX ở phân khúc rẻ, thế cho nên là chúng ta cũng không thể đòi hỏi quá nhiều được. Và có một cách để có thể anh em fix được cái lỗi mà kiểu bị sắc nhọn này, anh em có thể lấy cái rũa móng tay hoặc là rũa để có thể rũa bớt đi để cho nó đỡ nhọn. Tuy nhiên thì đấy chỉ là một cái ý kiến để cho vui thôi, anh em không, tốt nhất là không nên làm theo. Về cổng kết nối thì ở phía mặt trước anh em có thể thấy là chúng ta sẽ có hai cái cổng USB 3.0 ở phía đằng trước này, cho nên là cái việc mà anh em gắn thêm các cái thiết bị ngoại vi hay chuột bàn phím hay kết nối với các cái thiết bị khác thì chúng ta sẽ phải trông chờ tất cả vào những cái cổng kết nối đằng sau. Ngoài ra ấy, thì cái vấn đề tản nhiệt như mình đã nói, chúng ta cũng phải trông chờ vào các cái khe này, chứ không thể nào mà có một cái khe tản nhiệt hay là hút gió mát vào. Và phía đằng trên này thì như mình đã nói ở ban nãy, cái phần figure đặt lên trên ấy, thì anh em sẽ có một cái bề mặt cắt khá là to, tầm 140mm khoảng 14cm, để có một cái gió, để có một cái quạt để hút được gió nóng từ bên trong ra ngoài. Cái việc lắp đặt linh kiện hay là hoàn thiện cái bộ máy ITX này ở trên con case T8 nó cũng giống như những con case ITX khác. Mỗi một con case sẽ đem lại cho anh em một cái trải nghiệm, một cái cảm giác mới lạ và ức chế một cách khác nhau. Và chỉ cần tháo mặt kính ra là chúng ta có thể tiến hành lắp đặt tất cả mọi thứ. Mainboard thì sẽ đi vào đầu tiên, sau đó là tới cạc và cuối cùng là nguồn. Nhưng mà do kiểu thiết kế không có khay để đi dây, thế cho nên là anh em nên chọn những cái bộ nguồn full module hoặc là có ít dây chỉ vừa đủ cho hệ thống, để tránh cái trường hợp là anh em sẽ bó xôi dây ở trong case. Và nó không những là mất mỹ quan mà nó còn cản trở cái vấn đề lưu thông gió mát từ ngoài vào bên trong bộ case, và nó sẽ làm cho cái bộ case của anh em nó nóng hơn.
Theo như thông số đã được công bố của hãng thì trên con T8 này anh em sẽ có thể lắp được main ETX. Ngoài ra thì về vấn đề nguồn sẽ rất là vui khi mà anh em có thể thoải mái lắp cả LFX lẫn cả ATX ở trên này. Và cái size của card thì tối đa là 21cm và có 2 slot. Và quạt tản nhiệt khi mà anh em sử dụng nguồn FSX như mình đang dùng thì có thể sử dụng quạt 65mm. Còn nếu anh em mà sử dụng ATX thì chỉ dùng được tối đa là 45mm mà thôi. Và khi mà thay đổi giữa hai cái loại nguồn thì anh em sẽ dùng cái adapter như thế này, nắm đây này, để có thể thay đổi qua lại giữa hai loại nguồn tùy theo anh em muốn lắp cái nguồn như thế nào. Và bây giờ thì mình sẽ đi chi tiết vào từng cái linh kiện một để anh em sẽ có một cái nhìn nó khách quan và có thể dễ dàng chọn lựa linh kiện hơn nếu mà chọn cái case này. Đầu tiên là về nguồn thì mặc dù là case hỗ trợ nguồn ATX và chiều cao của tản nhiệt khi dùng nguồn này tối đa là 45mm, tức nghĩa là sẽ đủ chỗ cho các cái tản lùn như là Jonesboro HP400 hay là Noctua L9i. Nhưng mà khi anh em sử dụng những cái con nguồn ATX thì cái khoảng cách giữa nguồn và quạt tản nhiệt của chip ấy thì nó chỉ cách nhau khoảng 1cm, và như vậy thì nó sẽ bị tranh nhau gió và cái khả năng tản nhiệt cũng như khả năng làm mát của linh kiện nó sẽ không được tốt. Và đương nhiên là cái nhiệt độ của linh kiện khi mà anh em sử dụng máy nó sẽ rất là cao và mình không suggest cái điều đấy cho lắm. Thế cho nên là mình sẽ suggest cho anh em nên sử dụng những cái nguồn nhỏ gọn như cái con mà SFX mà mình đang dùng ở đây là con FSX 450. Thì cái khoảng cách giữa nguồn và quạt tản nhiệt nó sẽ cách nhau khoảng 4cm, và như vậy thì cái khả năng mà tối ưu được các cái khe gió nó đi vào như này nó sẽ tốt hơn, và cái khả năng tản nhiệt đương nhiên nó như thế mà tốt hơn. Nhưng mà giá của nó thì sẽ đắt hơn vào khoảng 1.7 triệu cho đến 1.8 triệu. Tuy nhiên thì đổi lại anh em sẽ có một cái bộ máy nó thoáng mát và như vậy thì nó sẽ luôn luôn là tốt hơn cho cái bộ máy của anh em. Tiếp theo là card thì với cái size tối đa là 21cm và 2 slot thì cái card cao cấp nhất mà anh em có thể gắn vào đây thì là con 2060 Ventus của MSI. Ngoài ra thì anh em có thể gắn những con 1650 hay 1660 Super hai quạt khác vào đây. Và cái vấn đề tản nhiệt thì như mình đã nói, anh em sẽ không có gió trực tiếp được hút từ ngoài vào mà sẽ phải tận dụng những cái khe hở ở trên con case để có thể hút gió. Và card của anh em thì sẽ phải được sử dụng cái khe hở dưới này để có thể hút gió vào và làm mát cái card. Và như vậy thì cái quạt của anh em nó sẽ quay rất là mạnh và cái nhiệt độ của card nó sẽ rất là cao. Nhưng mà đây là cái vấn đề môn thổ ITX rồi, nhưng mà nó vẫn ở mức chấp nhận được. Và cái nhiệt độ thì tí nữa mình sẽ nói chi tiết hơn cho anh em. Và ở con case này thì anh em sẽ có một cái tấm chắn bụi ở đây. Và nếu mà để cái tấm chắn bụi thì nó sẽ hơi bí và anh em hoàn toàn có thể tháo ra như thế này. Đây này, hai cái quạt đây này. Và khi mà tháo ra thì đương nhiên nó sẽ thoáng hơn và cái khả năng tản nhiệt nó cũng sẽ được tối ưu hơn. Nhưng nó cũng sẽ nhiều bụi hơn. Và nếu mà phòng làm việc hay là nhà của anh em mà ít bụi thì anh em hoàn toàn có thể tháo ra cho nó thoáng, chả có vấn đề gì cả. Và hiện tại thì bộ máy mình đang build cho anh em một cái cấu hình có thể nói là tối ưu nhất trên con Jonesboro T8 này. Thì với các bạn, anh em sẽ có một con i5-10400F, 16GB RAM và card là GTX 1660 TUF đến từ Asus. Và nguồn thì như đã nói, một con SFX 450W. Và giá của nó thì đâu đấy thì rơi vào khoảng 20 triệu mà thôi. Và đây là một mức giá rất là hợp lý cho một cái con case nhỏ gọn. Và cái cấu hình của nó thì như anh em có thể thấy là với những cái cấu hình như thế anh em hoàn toàn có thể chiến game cũng như làm việc thoải mái và đem đi đi lại rất chi là hợp lý. Và khi mà lắp hoàn thiện xong thì như anh em có thể nhìn thấy là con nguồn nó cách cái mặt kính thì khoảng 3mm thôi. Thế cho nên là cái quạt mình sẽ phải để quay vào trong cho quạt của CPU và quạt của nguồn hút chung gió. Như vậy thì đương nhiên là nó sẽ không được thoáng cho lắm. Nếu mà anh em kỹ tính thì có thể thay cái mặt kính bằng một cái mặt cắt CNC. Anh em có thể tự đi ra ngoài CNC đâu đấy mất tầm 700-800 nghìn cho một cái kích cỡ là nhôm 3mm như thế này. Và như vậy thì anh em hoàn toàn có thể quay ngược cái nguồn này lại để cho có gió hút từ ngoài vào cái nguồn. Như vậy thì khả năng tản nhiệt nó cũng sẽ tốt hơn. Nhưng mà thì về cơ bản thì với cái thiết kế gốc của con case này thì cái việc mà anh em sẽ phải sử dụng chung gió của nguồn và CPU nó sẽ là điều mà chắc chắn là anh em sẽ phải như vậy. Và như mình đã nói, gió thì sẽ phải thông qua những cái khe như thế này thì hút gió vào, chứ không có gió trực tiếp được hút từ bên ngoài vào thông qua bất kỳ một cái quạt nào cả. Mình có thử nghiệm bằng cách kết hợp cùng lúc 3D Max Time Spy và IDA 64 để xem là cái giới hạn tản nhiệt nó sẽ ra làm sao. Thì nhiệt độ ghi nhận được tối đa khoảng gần 85 độ cho card và 75 độ cho CPU. Quạt của card thì cũng phải đẩy tốc lên đến tận 60%, thế cho nên là anh em sẽ có thể nghe thấy tiếng ù ù nó khá là rõ. Mình cũng thử nghiệm với Assassin's Creed Odyssey thì đây cũng là một thử nghiệm như anh em biết rồi, nó là sát thủ phần cứng và nhiệt độ cũng không khả quan hơn là mấy khi mà card vẫn ngót nghét 85 độ và CPU dao động quanh 70 độ. Nhìn chung thì mình thấy cái mức nhiệt này nó khá nóng nhưng mà nó cũng bình thường. Với những anh em mà dùng ITX thì đây là một cái điều kiểu sống chung với lũ, giống như là cách thị trường sống chung với Covid vậy. Thế cho nên là
nhỏ gọn mà, không có cách nào khác. Và hy vọng trong tương lai thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp cũng như là những công nghệ tản nhiệt mới để giúp cho những bộ máy ITX được mát mẻ hơn. Và sau tất cả những cái test cũng như là trải nghiệm thì về cơ bản anh em sẽ có một con case rất là xinh, đưa đi đưa lại được, đúng cái tên là máy tính xách tay. Và với một cái size như này và thêm một con màn hình mini nữa thì anh em có thể hoàn toàn đút vào trong vali để có thể đi công tác hay đi làm việc. Nếu như anh em mà làm những công việc về dựng video hay làm hình ảnh cần phải đi lại để có thể quay trong dựng project tại chỗ luôn thì đây sẽ là một cái lựa chọn rất là ok cho anh em. Anh em sẽ để ở trong vali của mình này, case này, một con màn hình mini đâu đấy tầm 16 inch mà bên mình cũng đang bán, hiện tại không tiện nói tên ở đây lắm, một bộ chuột và bàn phím là anh em có thể thoải mái như là cầm luôn máy tính để đi làm luôn rồi. Và cái không gian ở bên trong cái vali anh em vẫn có thể hoàn toàn để những cái bộ quần áo hay những cái tư trang cá nhân. Và như vậy thì cũng hết về con case rồi. Anh em thấy sao về con case này? Nó có xứng đáng với số tiền mà chúng ta bỏ ra và cái sức mạnh của nó ở bên trong này nó có hợp lý và đủ hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng mình biết. Ngoài ra đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình. Và cũng như đừng quên bấm subscribe thì cái chuông nho nhỏ để có thể theo dõi những video mới nhất đến từ Hà Nội Computer cũng như là biết được những cái cấu hình nó hay ho như thế này. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số video tiếp theo.